đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chú rể là anh. Và sau một ngày mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chia sát bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Ngày cưới hạnh phúc. Ngồi viết thiệp cưới mà em như mơ. Ngồi ngắm anh cưới lòng em vui thẫn thờ. Sau bao nhiêu tháng năm đợi chờ, giờ em rạng rỡ vây cưới cô dâu. Nụ cười mẹ cha nao nức trẻ thơ. Bạn bè chúc phúc lòng anh bao bất ngờ. Anh hạnh phúc như chưa bao giờ. Nguyện bên em xây ngôi nhà ước mơ. Đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chú rể là anh. Và sau hôm nay mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Tràn tình yêu mình chia sớt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Ngày cưới hạnh phúc. Ngồi viết thiệp cưới mà em như mơ. Chúc phúc lòng anh bao bất ngờ. Anh hạnh phúc như chưa bao giờ. Nguyện bên em xây ngôi nhà ước mơ. Đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chú rể là anh. Và sau hôm nay mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chia sát bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Ngày cưới hạnh phúc. Đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chú rể là anh. Và sau hôm nay mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chia sớt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Ngày cưới hạnh phúc.
hàng chú bác và tất cả anh em nội ngoại họ nhà gái. Tôi thì đa số là các ông các bà anh chị em ở đây thì biết rồi. Thế tôi giới thiệu là tôi là ông nội của cháu, đồng thời cũng là đoàn trưởng hướng đi đón cháu về. Thế thì lời đầu tiên là xin chân thành kính chúc tất cả các ông các bà anh chị em cô dì chú bác bên họ nhà gái luôn luôn mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng và gặp nhiều may mắn. Còn hôm nay thì qua quá trình tìm hiểu để xây dựng hạnh phúc trăm năm như ngày nay của cháu Đức và cháu Phương, thời gian các cháu tìm hiểu cũng rất lâu rồi, nhưng đến hôm nay thì được sự đồng hành của bố mẹ hai bên, ông bà nội ngoại và được phép của chính quyền, hai cháu đã đăng ký trở thành vợ chồng. Hôm nay gia đình chúng tôi có ba cái lễ trang trình với tên nhà gái. Một là cơm trầu vẫn danh, ngày xưa gọi là trầu ăn họ. Hai là lễ trình cưới. Cái thứ ba là lễ xin đón cháu dâu về nhà. Thế nên bây giờ xin báo cáo với tất cả các ông các bà xin trước tiên là giao cái lễ cư trầu vấn danh để cho ông nội cháu tiếp nhận cho bà để trình khám tổ tiên. Vâng, để qua trong cả mấy nơi để thưa các bà cha, kính thưa các cụ ông, kính thưa các bà. Hiệp cho hỏi người gái. Người đầu tiên, tôi gửi lời chúc sức khỏe tới các cụ ông, các bà, cô dì chú bác, thanh niên nam nữ, hai họ nói chung, họ nhà trai nói riêng, có một sức khỏe dồi dào và một lời chào trọng thị nhất. Sau đây, tôi giới thiệu thành phần của người gái của tôi. Tôi là ông Ngữ, là ông nội của cháu. Còn bên đây ông Huyền, ông Thiết, ông Hội, ông Kho là ông nội của cháu. Còn đây là chính thức là ông ngoại của cháu. Còn các cậu của dưới kia là cậu của cháu. Còn anh em hàng xóm, ông Vân, ông Thu là hàng xóm trong, hàng xóm ngoài của cháu. Và tất cả cô dì chú bác bên nội, bên ngoài có mặt đầy của hôm nay để đón kiếm phái đoàn nhà trai. Kính thưa hai gia đình, trong quá trình hai cháu tìm hiểu với nhau đến giờ chúng tôi đã kén duyên, kén duyên thì hôm nay là ngày này tháng tốt, thì bên nhà trai có một cây trầu đến gọi là cầu hôn đến nhà hai cháu. Tôi đại diện cho mẹ gái xin chấp nhận để dâng lên tổ đường làm lễ cho quy tình trước một thập phương. Việc thứ hai xin phép gia đình bên họ nhà gái. Chúng tôi có cái lễ thứ hai là lễ xin cưới. Đấy, thế thì để xin trình ông nội để ông nhận nhận cho để đưa lên làm lễ trình tổ. Tôi trong vấn đề tôi nhận nói trong vấn đề bây giờ để tôi nói cũng nhờ ông tổ ấm. Thì bây giờ hai cháu trên con đường công tác và học tập, hai cháu xây dựng tới nhau đến ngày nay được chín mùi, được thương yêu, trở nên tình thắm nghĩa lòng, vợ chồng kết hôn, lại được sự nhất trí của hàng bên bố mẹ, ông bà lâu, ông bà ngoài cùng chính quyền địa phương đang ký kết hôn cho hai cháu. Hôm nay là ngày này tháng tốt, bên nhà trai có một cơ trầu nên để trình với tổ tiên
tôi xin được dâng lên bầu đường để làm lễ gọi là cho hai cháu. Kể từ giờ phút này trở đi, cháu Đức sẽ là rể Thảo của ông bà Thanh Bình. Ngày mai cháu Phương về là dâu hiền của ông bà Tám Ngân. Mong sao hai cháu bảo ban nhau làm ăn, sinh cơ lập nghiệp, nối dõi tông đường, thờ phụng tổ tiên là cha chủ phần nối. Đấy, thì trong vấn đề này, đấy, giờ các ông và các bà như thế là đến đây chứng kiến cái việc giao lưu là giao lễ thành con gái cháu để ai là cái này. Cô ơi vỗ tay. Thứ ba xin trình bày lễ hội nhà gái, tức là tôi giao được hai cái lễ, còn cái lễ thứ ba là lễ xin cưới để anh em chúng tôi được phép đón cháu về nhà đâu. Anh đâu rồi cũng xin giao cho nội để ông nội tiếp nhận và làm lễ. Bây giờ như thế là các ông bên nhà trai đã các tôi chầu nhân để dâng lên tổ đường. Thứ nhất là giao rể xin dâu, tôi là đại diện cho bên nhà gái xin chấp nhận. Đôi mắt long lanh như là bồ câu, xinh cơ như anh cũng phải đinh đầu. Rolex sơ mi nhìn thật đẹp trai, hai đứa yêu nhau nữa là đúng bài. Em ơi ok thì mình tới luôn, nắm chặt tay em có lòng mới buồn. Gucci đi ở hay là LV, chỉ cần em thích em cứ mang đi. Facebook em chẳng em follow, anh cứ nhìn em mới bao đầu. Ngập mặt lần đầu ad Zalo, hot TikToker vai gato. Chân chiến tình trường là chuyện bình thường, yêu nhau say đắm trên lãnh phương. Mẹ đừng nhiều lòng anh là bad boy, đơn giản anh yêu là anh cưới thôi. Em ơi ok thì mình tới luôn, nắm chặt tay em có lòng mới buồn. Gucci đi ở hay là LV, chỉ cần em thích em cứ mang đi. Facebook em chẳng em follow, anh cứ những năm mới bao đầu. Ngập mặt lần đầu ad Zalo, hot TikToker vai gato. Chân chính tình trường là chuyện bình thường, yêu nhau say đắm thì mình lên phường. Mẹ đừng hiểu lầm anh là bad boy, đơn giản anh yêu là anh cưới thôi. Anh đứng thứ gì không ai nhức đâu, khoan khoan nghe tiếng anh chỉ nhức câu. Đào hoa lãng tận anh có đủ nha, cưa đầu em về cho làm chủ cả. Giai điệu la tinh nghe là dính luôn, đã cưa em rồi cũng có tính buồn. Nói với em như là biết đáp đi, em xin còn hơn bằng full Messi. We'll be right back.
chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng. Chọn đời anh hứa sẽ không hài lòng. Kết thông gia hai nhà ta, tùng chinh qua gấp dâu. Bằng lòng anh sáng anh mang bưng theo cao châu. Mãi mãi không đổi thay, tình này nguyện trao em lắm say. Cưới em về sẽ không bao giờ để em khóc. Tôi chỉ ước mong sao để mau được giàu lên. Nhờ người mai mối để gước em về môi tôi. Nằm cạnh bên em để kêu em giờ ơi. Bày quá thương em nên anh ráng sang năm. Mừng ăn lên anh hút em về làm dâu. Chút yêu thương thêm chút mê say. Làm lòng em chắc chắn sẽ là ngất ngây. Chờ đợi em bấy lâu trong trong đời anh hứa sẽ không hài lòng. Kết thông gia hai nhà ta, tùng chinh qua gấp dâu. Bằng lòng anh sáng anh mang bưng theo cao châu. Mãi mãi không đổi thay, tình này nguyện trao em đắm say. Cưới em về sẽ không bao giờ để em khóc. Nếu như một ngày em buồn, anh sẽ làm ca bầu trời để cho em thấy không chơi dời. Tôi là ông của cháu Thanh Phương, đại diện cho hội nhà báo.
Lời đầu tiên tôi xin gửi đến toàn thể các cụ và các quý vị một lời chào đầy trân quý và lời cảm ơn chân thành trước sự đón tiếp rất nồng hậu đầy tình cảm của họ nhà trai đối với họ nhà gái chúng tôi. Kính thưa các cụ và các quý vị, hôm nay đại đoàn họ nhà gái chúng tôi có mặt tại đây với sự hiện diện đầy đủ các cụ ông, các cụ ba, cậu mợ, cô di, chú bác, anh chị em họ nhà gái cùng toàn thể bạn bè nam nữ anh em của cháu Thanh Phương. Họ nhà gái chúng tôi có cưới trâu xin giao trâu, mong các cụ bên họ nhà gái chấp nhận để kính cáo đến gia tiên để chúc phúc lành của các hai cháu. Hôm nay tôi đại diện cho ông ba về Thành Minh xin giao cháu Thanh Phương về làm dâu của ông ba đám luận và là cháu dâu của các cụ bên họ nhà trai. Kể từ nay hai gia đình chúng ta chính thức kết tinh lập nhà, hai cháu chính thức lên mới nhà trai. Trước khi tôi xin kính chúc hai gia đình thông gia hòa thuận keo sơn, chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn những lời phát biểu rất là chân thành từ đại diện của họ nhà trai. Xin đâu rồi? Kính thưa các cụ, các ông, các bà, anh em nội ngoại của gia đình hai bên và cả ta bạn bè thân thiết, được đầu tiên tôi xin đại diện hòa nhạc gia kính chúc khỏe tới các cụ, các ông, các bà, các bác, cô chú, anh chị em và bạn bè thân thiết đã có mặt đông đủ tại buổi lễ ngày hôm nay để chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu Đức và cháu Phương. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là chú của cháu Đức, là chú rể hôm nay. Sự tìm hiểu, thời gian tìm hiểu của hai cháu đã chín mùi. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, hai bên gia đình đã tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Qua lời phát biểu của vị đại diện cho họ nhà gái có cây trầu giao dâu, tôi xin đại diện cho họ nhà trai xin chấp nhận và đồng ý cho cháu Phương, nhận cháu Phương về làm con trong gia đình và làm cháu trong dòng họ nhà chúng tôi. Và mong sao các cháu chung sống hòa thuận và trăm năm hạnh phúc. Xin chúc sức khỏe tới toàn thể các cô ông bà và tất cả cô dì chú bác. Tôi xin hết, xin chân thành cảm ơn. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường.
Mời bia bàn trên hay mình cưới nhau đi em, cưới nhau đi em, hay mình cưới ngay trong đêm, cưới luôn nha em. Để tao nói cho tụi mày nghe, tụi nó dính bầu tụi nó mới cưới, đâu có dễ mà ăn đám cưới của cặp tình nhân ở tuổi đôi mươi. Ông thầy bói ông cũng đã nói thằng này tuổi thân con kia tuổi tý, qua sang năm nó làm tiền tỷ trong tay nó cầm nhiều đô la Mỹ. Nhân hồng ban mai chiếu sáng hết con đường, hôm nay là ngày tốt anh với em cùng lên phường. Nhấc cái tay ký cái tên coi như là chung giường, nhất bé thiên bị nhị bé cao đường. Thầy già phâu qua sang năm ba má có cháu, yeah. Yêu là phải cưới mà lại dính cũng phải cưới. Sớm của anh là sớm dân chơi, còn sớm của em là sớm biển khơi. Nên vì thế đừng lo em ơi, anh chịu trách nhiệm trên mọi cuộc chơi. Nếu chiều cao anh hơi có hạn, nếu em chịu là em có vàng. Chờ ngày mai bình minh ló dạng, anh đốt vàng mã ăn trên luôn nàng. Em ơi em có bằng lòng đừng dẫn anh nữa, anh thấy lòng vòng. Vì ngồi kia như mưa đang ngóng em mà lãng quạng qua chừng ấy chồng. Đậm đà chân chất tình yêu mùi mắm nhỉ, Phan Thiết biên rộng hôm nay sẽ có hỷ. Đợi anh hỏi em lại lòng của em muốn theo anh hay là bên tôi. Nhưng mà thôi em đừng nói nữa, hai đứa tụi anh cũng là một đôi.
đến cho em tình yêu mới. Chàng có trái tim biển xanh, sống xa đưa giấc mộng lành. Chàng chiếu sáng em bằng tia nắng, xóa tan bao ngày tăm tối. Chàng có mắt môi đẹp thơ, ngỡ như thiên thần trong giấc mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa,
lòng vàng lá chuối xây tổ ấm nguy ngương mơ ước ngày nên đôi mỗi tờ duyên từ nay gắn bó trầu cao đến trăm năm thủy chung sắc son bạc đầu gian khó vẫn không sợ ta một lòng bên nhau tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu rộn ràng hạnh phúc đang tràn dâng nồng nao lần lần sao xuyến đến ngập lòng ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm trầu xanh đẹp duyên đôi lứa rộn ràng kiều rước dâu về dinh ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình tình kết trái đắm chồi xanh non thơ kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa tóc cô dâu ta xuống các bóng mười giờ bên chú rể lưng trần che lòng vàng lá chuối xây tổ ấm uyên ương mơ ước ngày nên đôi mỗi tờ gian khó vẫn không sợ ta một lòng bên rồi vào đây chuẩn bị nào đi vào đây vẫn mãi để cắt thứ hai đứng đây đứng lên nha nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa tóc cô hồng thả xuống thấp bông mềm cô chú rể nhìn chặt che lòng xây tổ ấm quê hương mơ ước này nên đôi mỗi tờ duyên từ nay gắn ta một lòng bên nhau tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu gian khó vẫn không sợ ta một lòng bên nhau tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu gian khó vẫn không sợ ta một thì qua chương trình biểu của hai cháu thì đến giờ cũng đã đến ngày chính mùng thì tôi cũng đại diện cho bên họ để ra các nhà gái là xin chấp nhận cái lời ăn hỏi của bên họ nhà trai. Vâng. Có mời ai chú ông Lê Chắc thì đi đây. Chào chào Lê chào ạ. Bác ơi bác bỏ hộ cho cái khăn này. Rồi vâng. Thì tôi xin phép tất cả anh em đến đây để nhận lễ vấn anh cổ hồn cha cháu xin cho tôi nhung nhớ bao nhiêu muốn nói với em bao điều rằng tôi đã thương em nhiều yêu em từ lâu em biết chẳng giống mấy cô người mất em chỉ gì chẳng son phấn tô sáng màu em giản dị theo cách riêng chỉ cao một mét năm hai nhưng sao đáng yêu dịu dàng đôi môi thắm duyên nụ cười thôi thì là duyên nếu người thuận thì tôi xa hứa chuyện mẹ cha xin đừng nén vợ chồng thương em để lâu hóa thêm âu sầu này nói ra cho hết đau đầu rồi ta sẽ thật hạnh phúc bên nhau chắc cùng nhau
nhau sống chung mái nhà, ta sẽ bên nhau suốt cho nhau chén nướng chén cơm, cho nhau chú xuyên chuông tình, nụ cười tươi nở trên môi. Còn lo lắng chi người hơn, vì em đã có tôi rồi. Em chỉ cần sống yên vui, thế giới có tôi lo rồi, ta bên nhau mãi không xa rời. Thôi thì là duyên, nếu người thuận thì tôi sang cửa chuyện mẹ cha xin đường nén vợ cho. Thương em đời lâu quá thêm âu sầu, nay nói ra cho hết đau đầu. Cho hết đau đầu, baby, nghe này. Em là cô gái mộng mơ, xinh đẹp duyên dáng để cho anh ngẩn ngơ. Bao nhiêu năm giờ vì vương mối tình tơ, đêm ôm nỗi nhớ thao thức với cho em vần thơ. Vì anh nhắc lưu em mất rồi mà em vẫn vô tư vậy thôi, vẫn không muốn chung đôi, chả để ý đến tôi. Để sau ba năm chờ đợi anh đến sao vẫn đơn côi. Nói với anh chỉ một lời rằng sẽ bên anh đến trọn đời. Trước giờ anh vẫn quen với cô đơn, hơn mấy ngày anh sẽ yêu thương em nhiều hơn. Anh chẳng cần biết người trước kia bên em là ai, chỉ cần là anh từ giờ đến muôn đời mãi. Thì dù anh có nói tên mình hơi sai sai, em vẫn sẽ đưa em. Thôi thì là duyên, nếu người thuận thì tôi xa đưa chuyện mẹ cha xin đường đến vợ cho. Thương em để lâu quá thêm âu sầu, nay nói ra cho hết đau đầu. Thôi thì là duyên, nếu người thuận thì tôi xa đưa chuyện mẹ cha xin đường đến. Thương em để lâu quá thêm âu sầu, nay nói ra cho hết đau đầu. Mời bia bàn trên, hay mình cưới nhau đi em, cưới nhau đi em, hay mình cưới ngay trong đêm, cưới luôn nha em. Để ta nói cho tụi mày nghe, tụi nó dính bầu, tụi nó mới cưới, đâu có dễ mà ăn đám cưới của cặp tình nhân ở tuổi đôi mươi. Ông thầy bói ông cũng đã nói thằng này tuổi thân con kia tuổi tý, qua sang năm nó làm tiền tỷ, trong tay nó cầm nhiều đô la Mỹ. Nắng hồng ban mai chiếu sáng hết con đường, hôm nay là ngày tốt, anh với em cùng lên phường. Nhấc cái tay ký cái tên coi như là chung giường, nhất bá thiên vị, nhị bá cao đường. Phâu qua sang năm ba má có cháu, yêu là phải cưới mà là dính cũng phải cưới. Sớm của anh là sớm dân chơi, còn sớm của em là sớm biển khơi, nên vì thế đừng lo em ơi, anh chịu trách nhiệm trên mọi cuộc chơi. Tuy chiều cao anh hơi có hạn, nhưng em chịu là em có vàng. Chờ ngày mai bình minh ló dạng, anh đốt vàng mà ăn thịnh luôn nàng. Em ơi em có bằng lòng đừng dẫn anh nữa, anh thấy lòng vòng vì ngồi kia như mưa đang ngóng em mà lãng quạng qua chừng ấy chồng. Đậm đà chân chất tình yêu mùi mắm nhỉ, Phan Thiết biên rộng hôm nay sẽ có hỷ. Đợi anh hỏi em lại lòng của em muốn theo anh hay là bên tôi, nhưng mà thôi em đừng nói nữa, hai đứa tụi anh cũng là một đôi. Hay là mình là mình. Đừng ham chơi nữa.
em ơi em đừng nên đánh số lo cho tương lai của con chúng mình. Em mà ca chân chân chán với son cô ngày lần đầu. Em mà ca chân